Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, Chiến binh cầu vồng là tác phẩm đầu tay của tác giả Andrea Hirata, người Indonesia. Cuốn sách đã tôn vinh vai trò của giáo dục và khích lệ tinh thần học tập của trẻ em nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời các bạn và các em cùng nghe cô Giáp Thị Mai, Thư viện Trường Tiểu học Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang chia sẻ về cuốn sách Chiến binh cầu vồng nhé. Thư viện Trường Tiểu học Giáp Sơn xin giới thiệu cuốn sách Chiến binh cầu vồng của nhà văn Andrea Hirata. Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật về tuổi thơ cơ cực của chính bản thân tác giả. Ông biết về giá trị lớn lao của việc được cấp sách tới trường, cùng niềm khát khao mãnh liệt chạm tay đến tri thức của 10 đứa trẻ tại một ngôi làng Hồi giáo ở Indonesia. Những điều xảy ra với nhà văn và 10 người bạn thuở nhỏ của ông, hành trình kỳ diệu đó diễn ra như thế nào sẽ được khắc họa một cách chân thật nhất trong tác phẩm đầy ấn tượng của tác giả Chiến binh cầu vồng. Cuốn sách Chiến binh cầu vồng được mở đầu bằng bối cảnh trong một buổi lễ khai giảng tại một ngôi trường nhỏ ở đảo Belitung, Indonesia. Đây là một buổi lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, bởi nó là buổi học đầu tiên cũng như là buổi học cuối cùng nếu trường không thể nhận đủ 10 học sinh. Bởi có những kẻ xấu luôn trực chờ cơ hội mong ngôi trường đóng cửa, và không đủ 10 học sinh chính là một điều kiện. Rất gần đến thời điểm lễ khai giảng diễn ra, thầy Ha Phan, cô Mớt cùng 9 đứa trẻ khác vô cùng lo lắng, hồi hộp, nín thở để chờ đợi từng giây, từng phút, mỗi giây kim đồng hồ đi qua. Nhưng thật may mắn thay khi cậu học sinh cuối cùng xuất hiện để mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Buổi lễ khai giảng bắt đầu trong không khí hân hoan nhưng cũng vô cùng tẻ nhạt, khi một ngôi trường chỉ có vỏn vẹn 10 học sinh. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể dập tắt đi sự ham học hỏi của các em và lòng nhiệt huyết trong lòng thầy Ha Phan và cô Mớt. Cuốn sách Chiến binh cầu vồng được chia thành 48 chương nhỏ. Mỗi chương là một mở chuyện nhỏ giúp người đọc dễ tiếp thu hơn và không bị nhàm chán. Bên cạnh đó, tác giả còn khéo léo lồng ghép thêm nhiều câu chuyện về những chiến binh cầu vồng nhỏ, người đã góp phần cho sự tồn tại của ngôi trường nhỏ tại đảo Belitung. Trong 10 chiến binh nhỏ của Chiến binh cầu vồng, cậu bé Ikai là hiện thân thuở nhỏ của chính tác giả. Ikai không phải là đứa trẻ thông minh nhất, thậm chí có lúc cậu còn lầm đường lạc lối khi yêu sớm lúc mới năm lớp 2, nhưng đến sau cùng lại là người kiên trì nhất với con đường học tập. Bên cạnh đó, phải kể đến cậu bé Maha, đứa trẻ có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Chính Maha là người đã làm cho đời sống tinh thần của bọn trẻ trở nên đầy đủ hơn và gián tiếp giúp chúng biết thế nào là khao khát, thế nào là ước mơ. Thế nhưng, qua cả câu chuyện, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng độc giả có lẽ lại chính là cậu bé Lin Tang, đứa trẻ thiên tài bị số phận bất hạnh quật ngã không thương tiếc. Lin Tang là người có khao khát được chạm tay đến tri thức mãnh liệt nhất trong số 10 chiến binh cầu vồng, vì cậu bé luôn cần mẫn, siêng năng và chịu khó. Bất chấp khoảng cách 40 cây số đến trường của mình, Lin Tang chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ buổi học nào. Tiếc thay, số phận nghiệt ngã đã giết chết mong ước của Lin Tang. Cậu bé không bỏ cuộc nhưng đứng trước thời cuộc bất đắc dĩ. Cậu phải từ bỏ đi ước nguyện của mình mà lo cho gia đình. Đứa trẻ đáng thương ấy đã bị tước đi quyền làm điều mà bản thân mình thích. Đó là một bi kịch đẫm nước mắt. Cuối cùng, những cậu bé còn lại, mỗi người đều là một mảnh ghép không thể thiếu cho bức tranh tổng thể. Từng đứa trẻ đều góp phần vào việc duy trì sự tồn tại của ngôi trường cũ nát mà bọn trẻ cũng chính là thế hệ cuối cùng của nó. Những giá trị nhân văn tuyệt vời như lòng hiếu học, tình bạn, tình thầy trò hay ý chí quyết tâm trong học tập đều đi sâu vào lòng người đọc theo một cách tự nhiên nhất dưới ngón bút tài hoa của Andrea Hirata. Hơn 15 năm gắn bó với con chữ, thầy hiệu trưởng Ha Phan đi dạy từ khi mới 16 tuổi. Thầy chính là người đã góp sức xây dựng nên ngôi trường Muhammadiyah. Cây cột gỗ thầy mang về đã chống đỡ cho mái trường sập sệ ấy suốt mấy mươi năm liền. Dù sống trong túng quẫn, nhưng những suy nghĩ và ngôn từ của thầy Ha Phan luôn tỏa sáng lấp lánh.
thể khơi gợi cho học trò sự ham học hỏi, không đầu hàng trước nghịch cảnh, và thầy cho rằng mọi người đều có thể hạnh phúc trong cuộc sống miễn là họ học được cách cho đi nhiều hơn. Học không phải là phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Người thầy nghèo khổ đã đem đến cho bọn trẻ tuổi thơ đẹp đẽ và tâm hồn phong phú, điều thậm chí còn có giá trị hơn cả khát khao, ước mơ. Đây mới thực sự là giá trị lớn lao nhất của giáo dục. Đối với những đứa trẻ, thầy Ha Phan và cô Mớt có ý nghĩa hơn cả một người thầy, cô giáo, bởi họ là những người đã tạo ra tuổi thơ đáng nhớ cho bọn trẻ. Hai người chưa bao giờ đánh mất đi sự tử tế và lòng kiên nhẫn khi giảng dạy chúng. Nếu 10 đứa trẻ được tác giả ví như 10 chiến binh cầu vồng, thì thầy Ha Phan và cô Mớt chính là những người chiến binh cầu vồng tỏa sáng nhất và làm nên tinh thần của các chiến binh. Tác phẩm Chiến binh cầu vồng đã được bán trên 5 triệu bản, được dịch ra 26 thứ tiếng và là một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học Indonesia hiện đại và được chuyển thể thành phim ảnh, nhạc kịch và phim truyền hình. Chiến binh cầu vồng là cuốn sách được viết nên bằng nụ cười, nước mắt, sự chân thành của tác phẩm đã lấy đi nước mắt của hàng vạn độc giả. Cuốn tiểu thuyết khai thác những vấn đề nhức nhối bên ngoài của xã hội và qua đó cho người đọc những bài học ý nghĩa. Bạn sẽ không phải hối tiếc vì khoảng thời gian nhỏ mà mình đã dành để đọc cuốn sách này.